Đến nay, Hội Thánh được thành lập và phát triển, dù gặp bao nhiêu khó khăn nhưng Chúa luôn luôn bảo vệ, Hội Thánh vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hôm nay Hội Thánh Quân Cram chúng tôi rất vui mừng Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng tôi bấy lâu nay. Với sự quan tâm ưu ái của lãnh đạo đảng và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương chấp thuận cho Hội Thánh Quân Cram đến địa điểm sinh hoạt mới. Sáng hôm nay, Hội Thánh Quân Cram chúng tôi được tổ chức lễ cam tạ và một lần bước vào chương trình thờ phượng nhân ngày lễ trọng đại này với niềm vui mừng lớn, cho phép tôi thay cho ban tổ chức kính gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Xin Chúa Ba Ngôi ban phước dư dật trên cho tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ cam tạ và một lần Hội Thánh Quân Cram thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và hoan nghênh mục sư đến dự lễ cam tạ của Linh sáng hôm nay. Trước tiên tôi xin giới thiệu và hoan nghênh mục sư Lý Thu Mơ Cô từ ban đại diện tỉnh Đắk Lắk. Và cũng có mục sư ủy viên ban sư công đồ hội, ủy viên của bộ tỉnh Đắk Lắk, mục sư Huỳnh Tương đang ra ngoài. Và có mục sư nhiệm chức truyền đạo, quá phụ mục sư truyền đạo và chấp sự của các hội thánh gần xa cùng toàn thể bà con tín hữu và hội thánh Quân Cram. Một lần nữa thay cho hội thánh Quân Cram, tôi rất hoan nghênh sự có mặt của quý vị đại biểu và toàn thể bà con tín hữu. Xin chúc quý vị đại biểu, toàn thể bà con tín hữu mạnh khỏe. Chúc buổi lễ cam tạ của Bùa Linh thành công tốt đẹp. Để tôn vinh Chúa là đấng quyền năng, đấng yêu thương, đấng cứu chuộc chúng ta, đấng chúng ta đã ngợi khen cam tạ tất cả thi thiên 149, khuyên dân Israel dùng lời hát để ngợi khen Đức Giê-hô-va, Hallelujah, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, hãy hát sướng ngợi khen trong hội thánh của các thánh ngài. Sau đây chúng ta cùng mở thân ca số 5, chúng ta cùng hát từ câu 1 đến câu 3 và câu thứ 4. Mời hội chúng đứng lên và chúng ta tiếp tục.
Con vinh Chúa. Yang itu yang benar. Berdoa bagi diri kita sukses. Amin.
Chúng ta sẽ hòa đồng với ban hát Tôn Vinh Chúa Hosanna số 283. Kan bin marai tuisi klebe rai, biara
ម្សិលមិញជីអឌីឡងមានកលាំងឡាសំមើប្លែកខាប់យូជីប្រងក៏គុំហ៊ុយពុកយូម្សិលស៊ីងោគួយហងយូសំមើយូពីគួយក្លែសោះត្រៃអមងដែរម្សិលស៊ីសាច់ជោម៉ាប៉ាក៏គុំណាក់យូសំមើយូប៉ាប៉ាក៏គុំហ៊ុយពុកយូវារ៉ាញូថោហងយ៉ាមនឹងរ៉ាំរីដែរញូដឺក៏ដែរជីប៊ូឡាន់ วีกระพุ่มนุยรวยยูจิมเซซีรักยูเฮียกระพร้อมแต่สิงหาลำมาและนั้นเงินทุกที่อยู่เอามาละปุ๊บอยู่และนั้นอนุกอยู่ดอกมาละเท่าเท่าอยู่เบียร์นะใครขับอยู่ว่ากระพุ่มหุ่นปุ๊บกระยูดอกมังนุกลองละลูกกระยูดอกลองละและนั้นใครปลาอีโนอยู่ทุกกระพุ่มโจเจอีก ก็พุ่งจากเพียวไกลอยู่พิมพ์กบและนั้นเดินกึศก็ไกลจีโยวามดังแรงชื่นตาอยู่ลำจีอดีและนั้นควรลำตาอยู่แก่เรียจีจางนั้นพุ่มนี้แปะอยู่ว่าเออดีพุ่งดิ่งกว่าจากอยู่จีพุ่งย่างจางดีสุดไกลหนุ่มตาและนั้นกึศสักอยู่สักไกลอยู่พุ่มนี้แปะอยู่ว่าเออดีจีจางพุ่งขันอดี จีพงติงวอลยูงะและไกลอยู่จังปุ่มนี้แปะอยู่ว่าเออที่จีจางปุ่มอยู่รีลำจีจางนกอยู่แก่รีเอิมงัดเก่าปุ่มนี้แปะอยู่ว่าที่คนแรกสำหรับมึงไอ้คุยมวยโรดวายุดวายุดวา Thank you.
la khun sa ade rom bu ju ni ade di ta ko yan su di ko mo pe pa pa tra ya de ni ku ba pe yan su pa pa re pe de de duoi la khun jan pun chen mong ma tang yan tham mai ta di yan thap na at cham mong khun yu nan pe tu nai chúng ta cùng sẽ nghe tóm tắt lược sử của thánh Phúc Lâm. Sau đây xin trân trọng kính mời chấp sự Y Văn Nghĩa Rắc để đọc lược sử của thánh. Đây là sân lệ chặt kinh nghiệm ai dê, lệ chí lệ chặt ai dê, lệ thăng trai, sân kinh tất phá, lệ chạy, họ cùng tố, cùng tố. Thân có biết là thân trước tiên thân lời cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng cứu Chúa trong sự yêu thương Chúa Jesus Christ và Chúa chúng ta đã dẫn dắt các quý vị tới tại hội thánh Phúc Lâm chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho hội thánh Phúc Lâm để đọc qua cái sứ của hội thánh tại Phúc Lâm. Giai đoạn hình thành ban đầu từ năm 1989 đến 90, hội thánh Chúa có sự phục hưng toàn tỉnh Đắk Lắk, nói chung là hội thánh tại Buôn Ma Thuột riêng. Những tín đồ theo đạo Tin Lành trước năm 1975 như ông Tham Nhi Ha, mục sư nhiệm chức thí sư Đen Quân Nha và truyền đạo Ê Loan Huy, và cùng nhau hiệp một cầu nguyện xin Chúa dứt dây nhiều người ở lại tin Chúa tạm sinh hoạt tại cư gia nhà Tham Nhi Ha. Ban đầu có người tin Chúa, thời đó là 10 người. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển. Từ năm 1991 đến 1996, vì nhiều người trở lại tin Chúa thêm lên, chỗ sinh hoạt tại nhà Tham Nhi Ha rất chật hẹp, nên tiền sinh hoạt tại nhà gia đình truyền đạo Ê Loan Huy. Tổng số tín đồ được tăng lên 100 người và tiếp tục chuyển về nhà ông Tham Nhi Ha sinh hoạt từ phường Chúa. Ban hiệp nguyện tỉnh Bộ Đặc Trách truyền đạo tình nguyện thực hiện quân Crom lo nghiệp vụ từ năm 1997 đến năm 1998. Ban hiệp nguyện tỉnh Bộ Đặc Trách truyền đạo tình nguyện hết nhiều cái năm lo nghiệp vụ từ năm 1999 đến năm 2000. Ban hiệp nguyện tỉnh Bộ Đặc Trách truyền đạo kỳ nà nhẹ. Thứ ba là giai đoạn khó khăn. Từ năm 1902 đến năm 2001 đến năm 2007, hội thánh Chúa không được nhóm lại. Ban chấp sự bị giải thể, bà con tiếp tục sinh hoạt từ phường Chúa tại tư gia. Ban hiệu nguyện tỉnh Bộ Đặc Trách truyền đạo cả đen quân nhã lo mục vụ. Giai đoạn tái lập. Ngày 28 tháng 1 năm 2008, chính quyền địa phương cho phép ra mắt điểm nhóm cứ truyền đạo Ít Phong Ni làm trường điểm nhóm và mục sư Cái Đen Quân Nhã làm quản nhiệm hội thánh sinh hoạt tại nhà Ít Sa Bung Krom tại nhà Tư Gia. Còn Quân Cam sinh hoạt tại nhà Tư Gia mục sư nhiệm chức Cái Đen Quân Nhã. Tại công văn số 02 trên CV UBNG của xã Ea Tiêu, huyện Cư Quỳnh, ngày 28 tháng 1, 2008. Ngày 6 tháng 12, năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thành lập chi hội Tin Lành Buôn Đi Bung. Tại công văn số 6385 UBNG BHXH và công văn số 2436 UBNG NB ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quỳnh được Tổng Liên hội bổ nhiệm mục sư nhiệm chức Cái Đen Quân Nhã làm quản nhiệm chi hội Tin Lành Buôn Đi Bung. Mục sư Cái Đen Quân Nhã tận tình hết mình chăm lo gây dựng cho toàn công việc và giao phó. Năm 2011, mục sư nhiệm chức Cái Đen Quân Nhã đã có bệnh sốt huyết dạ dày, buộc phải mổ dạ dày tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Mục sư nhiệm chức Cái Đen Quân Nhã được dưỡng bệnh gần 3 tháng, sau đó mục sư
nhiệm chức của tên quân nhạc. Cảm ơn Chúa được khỏe lại và tiếp tục hầu việc Chúa. Đến cuối năm 2011, mục sư nhiệm chức của tên quân nhạc bị tái biến, không được đi lại. Từ năm 2012, truyền loại phong niên tạm lo mục vụ trong suốt thời gian dài. Vậy, ngày 28 tháng 5, 2014, Tổng Liên Hội đã có quyết định số 597 trên 2014 TL, TLH, VV nghỉ hưu về sức khỏe ngày 2 tháng 3, 2015. Tổng Liên Hội đã có quyết định số 285 trên 2015 BN, TLH, bổ nhiệm huyện đại Phong Nghê làm quan nhiệm chi hội trên đàn quân vùng xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh 2015 đến 2009 kiêm đặc trách hội nhánh quân Cam với tổng số tín hữu có gần 500 người, số tín hữu bắt tem 180 người. Chúa cho hội thánh tiếp tục phát triển và đi vào nền nếp. Các ban ngành được thành lập, có nhiều người được cứu thêm và hội thánh Chúa cho đến nay tổng số tín hữu lên đến 520 người. Tổng số tín hữu bắt em 213 người. Sinh hoạt tại nhà riêng của gia đình mục sư nhiệm chức cơ đen của nhà trải qua 18 năm gặp nhiều khó khăn, vừa chặt chỗ vừa cay ồn ào cho mục sư nhiệm chức và gia đình. Và cũng là chuyện ấy năm hội thánh tiến trì cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa bởi sự tiến trì toàn năng của Ngài là Jehovah và Jire. Có một gia đình con cái Chúa trong hội thánh Ai Thương Sai là Ebiêm Nhi và Kinh Eban bằng lòng giao cho hội thánh sử dụng ngôi nhà này để làm nơi thờ phượng Chúa cho hội thánh quân Cram. Các cấp chính quyền xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã thấy rõ nhu cầu cấp bách của hội thánh quân Cram, có quyết định cho phép chuyển tiền sinh hoạt tại nhà gia đình mục sư nhiệm chức cái đen quân nhạc đến chỗ sinh hoạt mới tại công văn số 1016 QBNG NV của Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh vào ngày 25 tháng 6 năm 2018. Hôm nay chúng ta trở về đây long trọng dự lễ cảm tạ và hồi linh hội thánh tại quân Cram. Bao nhiêu mong ước của con dân Chúa tại đây nay đã thành hiện thực. Một lần nữa tôi thay mặt tất cả hội thánh quân Cram xin chân thành cảm ơn. Nên rè khi các ai ghê rè mong mưu lên tổng tất được sự hội thánh quân Cram từ năm 89 cho đến 2018. Nhiều giai đoạn khó khăn cũng có, vui buồn cũng có, mừng rỡ cũng có. Sáng hôm nay chúng ta đã nghe tóm tắt được sự của thánh. Xin tất cả quý vị mục sư truyền đạo nhớ cầu nguyện cho thánh quốc Ram trong tương lai được xây dựng và phát triển công việc của chúng ở đây. Để tiếp theo chương trình, tôi cũng cảm ơn nhiều vì sự có mặt đông đủ của các tôi con Chúa trong buổi lễ cảm tạ và buổi linh. Chúng tôi sáng hôm nay nhân dịp ngày lễ cảm tạ và buổi linh, sáng hôm nay tôi xin mời ông mục sư Quỳnh Hiền, ủy viên ban sự tông hội, ủy viên mục vụ tỉnh Đắk Lắk đại diện cho giáo hội dùng lời Chúa để hung thị cho thánh quân Cram. Chúng tôi xin được mời ông mục sư Quỳnh Hiền. Ngợi khen Chúa vì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Thập chúng con cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Chúa trên hội thánh, trên mỗi chúng con. Mỗi ngày, Chúa bày tỏ ơn Ngài trên hội thánh để ai nấy chúng con biết được chương trình kỳ diệu tốt lành của Chúa trên mỗi đời sống chúng con. Hội thánh của Chúa tại Buôn Răng tại đây, anh em con nức lòng cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã làm trên hội thánh trong suốt nhiều năm tháng trôi qua. Và sáng nay hội thánh của Chúa có cơ hội để dâng lên Chúa một buổi lễ cảm tạ lòng biết ơn Chúa. Chúng con được về đây chung lòng chung lời với hội thánh để cảm tạ ơn lành Chúa ban cho. Và trong giờ này Chúa cho con có thời giờ để khích lệ anh em con trong lời của Chúa Trời
để ai nấy trong chúng con nhận biết Chúa thật tuyệt vời trong đời sống cũng như trên hội thánh của Chúa. Xin Chúa sử dụng con để con có thể bày tỏ ơn anh của Chúa qua lời Ngài. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Trân trọng kính mời hội thánh của Chúa ta đồng lòng. Kính thưa đại tớ của Chúa, tức là bà sư quản nghiệp và ban trị sự chấp sự cùng toàn thể con gái của Chúa trong hội thánh của Chúa tại Buôn Răng tại đây, cho tôi cùng gửi đến quý đại tớ của Chúa trong ban đại diện cũng như quý đại tớ của Chúa Sài Gòn, chúng ta có cơ hội về đây hiệp với hội thánh của Chúa để dâng lời tạ ơn Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa qua bài làm chứng sơ lược về điều mà Chúa làm trên hội thánh của Chúa trong suốt 40 năm qua. Dù chúng ta thấy thời gian cũng như cái chiều dài của lịch sử hội thánh thì cũng không có nhiều so với các hội thánh khác, nhưng cũng thể nói với Chúa rằng đủ để chúng ta tạ ơn Chúa như lời sơ lược của hội thánh của Chúa. Trong một giai đoạn phải nói rằng hết sức khó thì Chúa đã làm những cái việc rất lạ lùng của Chúa, và mỗi chúng ta là dân sự của Chúa, đều lớn dù nhỏ, dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn biết rằng Chúa thật tuyệt vời trong đời sống của từng cá nhân, từng trong hội thánh của Chúa. Bởi lẽ đó sáng nay hội thánh của Chúa có thì giờ để cảm tạ Chúa, và tôi cũng hiệp với quý đại tớ của Chúa và hội thánh đồng với tác giả Thi Thiên 103 để khích lệ nhau, và chúng ta tiếp tục nối tiếp thế hệ thuộc linh gây dựng hội thánh của Chúa trên đất này. Nếu Chúa chưa trở lại thì đây là cơ hội để chúng ta tạ ơn Chúa, bày tỏ tin lành sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người nữa. Tác giả Thi Thiên đã bày tỏ ở trong Thi Thiên 103: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Trên phong hội thánh và chúng ta đều thấy cái chủ đề được nói đến đó là gì? Đừng quên ơn Chúa. Hãy nói cách khác hơn là hãy nhớ để tạ ơn Chúa. Nghĩa là chúng ta không quên, đừng quên, nghĩa là nhắc đến để chúng ta nhớ. Như vậy thì cảm tạ Chúa trong lời Chúa nhiều nơi nhiều chỗ nhắc nhở hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa, để dân sự của Chúa hãy nhớ. Khi đọc ở trong Phục Truyền Lục Ký đồng 8 từ câu 11 trở đi thì Môi-se khuyên dân sự của Chúa, ông nói thế này: con khá cẩn thận, em quên Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta đã truyền cho con chăng? Lẽ sau khi ngươi ăn no nê, cất nhà tốt đẹp ở, thấy bò chiên của mình êm lên nhiều hơn bạc vàng và mỗi tài sản đều dư dật rồi, thì bây giờ lòng con sẽ tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời con là đấng đã đem con ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô, xin lỗi, Mô-sê nhắc cho cuộc thánh của Chúa, dân sự của Chúa. Cũng cải ơn của đó mà tôi sáng nay để khích lệ hội thánh của Chúa là những người hầu việc Ngài, và chúng ta là những người đang phục vụ Chúa, chúng ta cần phải nhớ, cần phải hết lòng phục vụ Chúa trong tương lai. Như tôi đã nói với hội thánh của Chúa, dầu ít dầu nhiều, người ở trong Chúa chúng ta mới thấy được sự kỳ diệu của Chúa trong đời sống. Người khác không thấy những điều kỳ diệu mà Chúa làm trên chính
mỗi cá nhân của chúng ta. Mà nếu trong chúng ta rời chạm được Chúa, chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa trong đời sống, trong đời sống của chúng ta. Vua David khi còn trong đời sống khỏe mạnh là vua, thì ông đã nhiều lần nói với Chúa và thưa với Chúa muốn làm được điều này, điều nọ cho nhà Chúa. Nhưng rồi có thể trong cái hoàng cung, trong hoàn cảnh, trong mỗi nơi đó, David đã làm nhiều điều có thể làm buồn lòng Chúa khi còn cai trị, khi còn địa vị là vua. Như vậy thì khi David đã thấy được những điều sai lầm của mình, thấy những điều mà cần phải sửa đổi, cần có một điều gì đó để cho dân sự của Chúa và những người hậu thế về sau khi sai lầm không đi trên bến xe đổ của David. Và ông cũng nhắc nhở điều đó với cả tấm lòng thống hối trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi ông đã thống hối trước mặt Đức Chúa Trời, và ông mới thấy được những điều sai thật trong cuộc đời cai trị là vua của mình, cũng như trong thời gian ông đang thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Nên trong cái buổi hương hạ thì ông có một cái cử lễ với dân sự của Chúa. Ông bày tỏ ở trong Sự ký thứ nhất đoạn 29 câu 13 này, ông nói thế này: Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa về ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Khi bước đầu hầu việc Chúa, có thể ông cũng cảm tạ Chúa rất nhiều điều, thi thiên nói lên sự thiên ca cảm tạ Chúa. Nhưng mà khi bắt đầu hứa hà nghĩ lại thời gian lượng giá là cuộc đời, ông mới thấy điều này, Chúa mới là đấng đáng tôn vinh và cảm tạ Chúa. Và điều đó ông cũng bày tỏ trong đời sống, mặc dầu như thế nào đi nữa thì vẫn thấy rằng Chúa là đấng thật thương xót, thật đáng yêu, đấng mà có thể cứu ông trong những hoàn cảnh mà ông đã bị sai thật. Điều đó cũng khích lệ hội thánh của Chúa ngày nay. Trong nhà thờ của Chúa, và chúng ta đang ngồi đây, có thể những người theo Chúa nhiều năm, trong đô 30 năm, và những người hầu việc Chúa có thể ít năm, nhưng trong chuỗi theo Chúa hầu việc Chúa có thể dài ngắn. Nhưng điều quan trọng rằng chúng ta trong bước đường hầu việc Chúa đó, chúng ta có ý thức được rằng trong thời gian phục vụ hầu việc Chúa có những điều chúng ta cần nói lên cảm tạ Chúa về những điều mà chúng ta đã sai trật trước mặt Chúa. Nếu trong sự sai trật đó, nếu không phải ơn thương xót của Đức Chúa Trời, thì thật rất khó để chúng ta có thể đứng vững hầu việc Chúa trong suốt chuỗi cuộc đời. Cảm ơn Chúa vì những tấm gương đó mà ngày nay hội thánh của Chúa, quý cụ ông bà anh chị em và tôi vẫn đứng vững, bởi vì Chúa thật tuyệt vời trong đời sống. Cho nên khi tấm gương đó Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài thực hiện trong chương trình cứu chuộc, Chúa Giêsu luôn luôn để lại những tấm gương tạ ơn của Chúa Trời, dù nhỏ hay lớn, dầu việc đó nó như thế nào đi nữa, thì Chúa Giêsu vẫn nói lên rằng Đức Chúa Cha toàn quyền trong đời sống. Tôi ví dụ như khi để cho dân sự của Chúa có một bữa ăn no nê, và đòi hỏi phải những người cùng dâng hiến để làm sao cho dân sự của Chúa có một bữa ăn đó, và Chúa Giêsu đã nói với các sứ đồ hãy đi tìm những gì đó để nuôi cho dân trong buổi chiều, để hàng ngàn người họ có thể có cái thức ăn trong buổi chiều tối. Thì ngay trong đó Kinh Thánh cho chúng ta thấy với một đứa bé đem 5 cái bánh 2 con cá để dâng cho Chúa, và để Chúa có thể bày tỏ phép lạ cho dân sự ăn. Thì Chúa Giêsu để lại một tấm gương hết sức kỳ diệu, hết sức là tốt đẹp. Chúng ta đọc chúng ta thấy rằng là gương của Chúa ngày hôm nay để chúng ta học là gì? Chúa Giêsu nắm 5 cái bánh 2 con cá mà Kinh Thánh nói một điều hết sức tuyệt vời. Dầu Chúa có thể mượn, hoặc là Chúa có thể nhờ cái người cậu con trai đó nhân 5 cái bánh 2 con cá để cho mình bày tỏ cho dân sự của Chúa trong đường ra phép lạ, thì Chúa Giêsu vẫn điều làm một điều là gì? Ngài ngước mắt lên tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói điều đó rằng là dầu người cái bánh đó, người chủ của nó là cậu con trai đó đem 5 cái bánh 2 con cá để lo cái phần ăn của mình trong cái thời điểm theo Chúa, nghe Chúa. Nhưng do vậy khi mà cậu con trai đó dâng cái bánh, dâng cá đó,
cho Chúa Giêsu để ban bánh cho đoàn dân ăn, thì Chúa Giêsu là một ý thức hết sức để làm cho chúng ta học là gì? Ngài bẻ bánh và dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắc một chút đó để chúng ta thấy rằng là dầu trong cái người họ dâng cho Chúa cái quyền sở hữu của họ dâng cho Chúa, nhưng Chúa Giêsu vẫn biết rằng Đấng là tạo nên cậu bé đó, Đấng là tạo nên cái bánh đó, Đấng là tạo nên con cá đó, tất cả tập đều thuộc về Chúa. Như vậy thì sáng nay có hai lý do mà chúng ta có thể nói với nhau và thương với Chúa rằng, cái thứ nhất là chúng ta tự sử nhìn lại, Chúa đã sử dụng nhiều đầy tớ của Chúa tại đây để hầu được Chúa trong khởi cơ sai từ năm có thể phát triển từ năm 90 tới đi tới bây giờ. Tôi đọc, anh em đọc, chúng ta thấy có nhiều tấm gương những người hầu được Chúa, giàu lớn giàu nhỏ, nhưng họ vẫn trung kiên đến giờ phút để gây dựng một số tín đồ rất nhỏ đến giờ trên 500. Đó là điều chúng ta thấy cảm ơn Chúa. Và điều thứ hai là chúng ta thấy khi hoàn cảnh khó thì dời từ nhà này đến nhà kia, và đến giờ phút này chúng ta có một nơi mà con cái của Chúa, kẻ của người công cầu nguyện để làm nên cái nơi mà chúng ta ngồi đây để tạ ơn Chúa. Nhưng mà thì hai cái lý do chúng ta cảm ơn Chúa, cái thứ nhất là để tạ ơn Đức Chúa Trời, cái gì Đức Chúa Trời làm để chúng ta tạ ơn Chúa, và thứ hai chúng ta cũng biết công ơn của những người để tạ ơn vì Chúa đã dâng, giống như cậu con trai dâng bánh và cá để cho đồng dân ăn là như vậy. Nhưng mà cái thứ nhất là lý do chúng ta không quên mà chúng ta nhớ ơn và tạ ơn Chúa. Có một điều rất là kỳ diệu rằng trong một văn minh của một thế giới nói chung, và cũng có thể nói rằng trong văn hóa người Việt của chúng ta nói riêng đó, khi nhận được thi ân của người nào, có một người khác, thì khinh thưa rằng chúng ta thường đáp lễ để tạ ơn. Cho nên người ta nói rằng là bánh ít tôi đi thì tôi đi, trao đi thì gì, bánh quy trao lại đấy. Người ta thường nói cái câu như vậy. Cái này là gì? Khi mà người nào đó cho chúng ta một điều gì rất nhỏ đi nữa thì chúng ta cũng luôn luôn để làm gì? Để tìm cách để tạ ơn hay là cảm ơn họ. Đó là cái điều tốt đẹp, một văn hóa mà chúng ta ngày nay không những người xã hội nhưng mà ngay trong hội thánh của Chúa chúng ta cũng thường làm điều đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì sứ đồ Phao-lô hay là David, ông cũng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời một điều kỳ diệu. Khi chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô 1 câu 3 thì Phao-lô nói một điều hết sức khích lệ trên hội thánh của Chúa. Ông nói rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ mọi đủ phước thiêng liêng ở trên, ở các nơi trên trời. Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở từ trên các nơi ở trên trời. Và điều đó để nói rằng cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng chúng ta đang ca ngợi thờ phượng hầu việc Chúa là một Đấng sống, chứ không phải là Đấng có thể chết, Đấng không thấy, Đấng không nghe. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh của Chúa ngày nay, chúng ta tạ ơn Chúa là có nhiều lý do vì Ngài Đấng sống, Đấng nghe, Đấng đi giữa hội thánh của Chúa, Đấng làm những công việc lạ lùng mà chúng ta phải đáng ca ngợi. Nên cảm ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương chăm sóc chúng ta bằng đủ mọi cách. Có thể là Chúa đổ phước thiêng liêng của Chúa ở từ trên trời đến trên đời sống mỗi gia đình, mỗi con cái của Chúa, chúng ta đều biết điều đó để chúng ta đều tạ ơn Ngài. Thi Thiên 103, một bài thiên ca mà David ông đã bày tỏ với cả tâm lòng. Và tôi cũng thưa với hội thánh của Chúa rằng điều đó cũng có thể nói với tôi và anh em rằng chúng ta cảm ơn Chúa vì cái điều mà David đã nói lên, và điều đó cũng có thể biết vị và tôi cũng có thể nói lên Chúa rằng cảm tạ Chúa, đừng quên ơn của Chúa vì một điều kỳ diệu, đó là Ngài cứu mạng sống của chúng ta khỏi chốn tử nạn. Đã biết ông nói rằng nếu Chúa không cứu ông thì ông chỉ ở một chốn tử nạn mà thôi. Và tôi cũng có thể nói với anh rằng, và tôi rằng nếu Chúa không cứu chúng ta thì chúng ta cũng chỉ ở một chốn tử nạn mà thôi.
Bây giờ chúng ta không thể nói rằng tôi là con của trời. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả tội lỗi của chúng ta tròn nén trong đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta phải nói với trước mặt Chúa rằng con là người công bình trước mặt Chúa. Tất cả chúng ta là đều tội lỗi. Chúng ta không thể công bình trước mặt của Chúa Trời. Nhưng bởi Chúa Giê-xu Christ, Ngài chịu chết, huyết của Chúa tha tội, Ngài xưng chúng ta là gì? Công bình trước mặt của Chúa Trời. Điều đó đủ để chúng ta có thể nói lên Chúa rằng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con khỏi chốn tư nạn. Một anh tín đồ khi trở lại Chúa, anh nói với dòng nước mắt, anh nói rằng: thưa mục sư, đến giờ phút này tôi được đến với Chúa là một điều rất kỳ diệu, và tôi bị cản trở từ trong gia đình, từ trong cơ quan và từ trong mọi nơi việc làm, hình như không có cơ hội để có thể xưng rằng tôi là con cái của Chúa Trời, bởi vì anh chỉ là gia đình con một. Mà gia đình con một thì rất khó để anh có thể thay đổi một con cháu từ gia đình Phật giáo trở thành một gia đình con cái của Chúa Trời. Và anh nói rằng cảm ơn Chúa vì khi ông truyền đạo, ông đến một cái vùng tôi, ông giảng một đêm truyền giảng, và ông giảng bài giảng là ơn trời, thì tôi nghe loa thông báo rằng là ơn trời. Lâu nay thì nghe cái chữ ơn trời, sướng cũng trời, khổ cũng trời, nhưng mà không biết ơn trời ơn chỗ nào. Và một đêm ông đã nghe những điều rằng kỳ diệu của trời đấng sống, đó là làm nên một cách kỳ diệu trên tầng thế này. Không phải như người theo Chúa không, nhưng mà người không theo Chúa, không tin Chúa cũng thấy được ơn trời kỳ diệu mà Chúa đang vận hành. Và từ đó Chúa thay đổi ông, và ông đã tin nhận Chúa. Và một cái điều quan trọng là khi về nói với cha rằng: cha ơi, mình ăn của trời, uống nước của trời, sống nhờ cơ nghĩa của trời, làm việc sướng còn của trời, khổ còn của trời, mà tại sao mình không thờ trời? Thì ông cha nói rằng: thôi đi con, mình được Phật, cho nên mình theo Phật thôi, theo trời làm gì con được nói nữa. Nhưng ông dẫn chứng một điều rằng là gì? Nghĩ cả Phật Thích Ca nói rằng là gì? Chân thì đạp đất, mà đầu thì đổi trời. Và ông làm chứng một điều rất kỳ diệu, và người cha nói rằng đúng thật. Bây giờ cha mới thấy rằng là mình cũng sống nhờ trời, uống của trời, ăn của trời, hít ở của trời, vân vân và vân vân. Cho nên từ đó ông bỏ tất cả, và cả gia đình hai cha con tin nhận Chúa. Và khi hai cha con tin nhận Chúa, anh em biết là tôi muốn kể một cái câu chuyện là cảm tạ Chúa có điều kỳ diệu. Và cái khi đến cái vùng đó, gia đình từ một cái xứ ở Bình Định mà khi làm ăn khó thì rời đến một cái vùng Đắk Lắk của chúng ta tại đây đó, và cả một cái khu đó là hoàn toàn là người Phật giáo, hoàn toàn là người rất là khó với đạo tức lành, nhưng anh vẫn trung tín, vẫn yêu mến Chúa. Gia đình sau đó cưới vợ con, tất cả những người đều ở trong Chúa. Và một điều kỳ diệu rằng là khi ông cụ về với Chúa, chúng tôi làm lễ tang đó, thì cả xung quanh họ nói rằng là từ trước đến bây giờ chưa có lễ tang nào mà nó cao trọng, vinh điển, tôn trọng, mà nó phải bài bản như cái ông này. Tôi nói vấn đề rằng là cảm tạ Chúa khi một việc rất đơn giản, sống giữa một trần gian, giữa một gia đình, giữa trời sớm, dầu chưa bày tỏ ơn trời như thế nào cho họ thấy thế được, nhưng mà cái điều quan trọng rằng là ông vẫn nói rằng đến giờ phút này người con nói rằng cảm tạ Chúa. Nếu Chúa không cứu con, nếu Chúa không cứu gia đình con, thì tất cả con cũng như đang sống như giữa chốn tư nát, giữa đời này. Anh em biết rằng, anh nói rằng khi trước khi đi Chúa thì tôi thương với anh em rằng là sống tứ đổ tường, có nghĩa là người ta làm cái gì là tôi làm cái đó, người ta không chê một chỗ nào cũng lũng, chỗ nào cũng làm, như người đời sống giữa một tập thể. Nhưng bây giờ cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời đã cứu, và Đức Chúa Trời đã làm một điều kỳ diệu, và nơi đó bây giờ một cái nơi mà nhiều người đến để cầu nguyện nhóm lại, trong đó ca ngợi Chúa. Tôi muốn nói đó là có tới đó rằng không bút mực nào kể hết những điều anh chị em đã gặp,
nhiều anh chị em đã thấy. Nhưng tôi muốn nói một điều nhỏ rằng là chúng ta cảm ơn Chúa vì trong ơn của Chúa thật là tuyệt vời. Ngài cứu tôi, cứu anh em giữa một thế giới đầy tội lỗi, cứu chúng ta khỏi chốn tư nát để chúng ta có thể hầu việc với Chúa Trời. Và sau đó có thể là tác giả David ông cũng nhìn nhận thấy cái điều đó trong đời sống. Và nếu chúng ta theo Chúa không kinh nghiệm được như David thì chúng ta rất là khó. Tôi có thể nói một điều rằng trong chúng ta ai cũng có nói với Chúa rằng cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con từ một tội lỗi ư mất để làm con cái của Chúa. Ngài đã tha thứ con biết bao nhiêu tội ác trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã tha thứ cho con. Và có thể là Ngài đã cũng chữa lành cho con mỗi tật bệnh trong đời sống của con. Và Ngài cũng tiếp trợ mỗi ngày cho con sống. Và Ngài đã làm những công việc kỳ diệu trên gia đình của con. Và nói như Phao-lô ông nói một câu ở trong Cô-rinh-tô thứ gì đoạn 9-15 rằng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài không xin kể. Như là thưa Hồ Thánh của Chúa là điều thứ nhất chúng ta cảm ơn Chúa vì cái điều kỳ diệu Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Nên đó là cái lý do thứ nhất mà Phao-lô cảm tạ Chúa vì Chúa đổ phước của Chúa từ trên trời đến trong đời sống của mọi dân sự của Chúa. Và David cũng cảm tạ Chúa vì năm điều ông nói, thứ nhất là gì? Cảm tạ Chúa vì Ngài cứu mạng sống, cảm tạ Chúa vì Ngài tha thứ tội lỗi, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban chữa lành mỗi tật bệnh, cảm tạ Chúa vì Ngài tiếp trợ những vật ngon hàng ngày, cảm tạ Chúa vì sự thương xót nhân từ của Chúa đeo đuổi ông trong mỗi ngày. Tôi nghĩ điều đó cũng đủ để quý vị và tôi có thể cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng thưa Hội Thánh, ai trong chúng ta đều thấy đều biết cả, ai trong chúng ta cũng thấy rằng là cảm ơn Chúa vì điều kỳ diệu Chúa làm cho chúng ta. Nhưng điều gì làm cho chúng ta quên cái gì? Nói rất dễ nhưng có những điều chúng ta thấy rất đơn giản chúng ta sẽ quên. Cái điều quan trọng rằng ở đây cho chúng ta thấy rằng tác giả cho chúng ta đều biết rằng việc lớn, việc nhỏ đều thuộc về Chúa cả. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm cho chúng ta quên, đó là điều mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy trước mắt để chúng ta thấy. Ai trong chúng ta có thể kinh nghiệm, cũng giống như dân sinh trên ngày Lâm Sơn kinh nghiệm, khi họ đi trong đồng vắng, chúng ta thấy dân sự của Chúa đòi hỏi phải có ăn, than phiền với Mô-xê, người lãnh đạo, Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Ngài cho ăn bánh bana và chim cút đến nỗi là no và lòi đến lỗ mũi, thì đó mức độ Đức Chúa Trời làm như thế. Và cái thứ hai chúng ta thấy trong quá trình đi, chân họ không phù, áo họ không rách, vân vân và vân vân. Và trong chúng ta thấy rằng khi mà dân sự của Chúa đến một nơi vùng đất toàn là đất cháy nắng, nhưng mà chân họ không phù, không đau đớn trong khi họ đi. Và Đức Chúa Trời làm một điều kỳ diệu, đó là khi đến đó không có nước uống mà toàn bộ nước đó là gì? Nước rất là đắng, rất là khó uống, mà uống cũng không được. Nhưng mà chúng ta thấy được kỳ diệu rằng Môi-se chỉ cần chặt một cái cây quăng xuống nước thì gì? Nước đắng trở nên ngọt để dân sự của Chúa có thể uống. Và chúng ta thấy đưa họ đến Canaan đựng xứ sữa và mật. Nhưng tại sao họ lại không nhớ ơn của Chúa? Kinh Thánh nói rất rõ, để tôi đọc là gì? Tôi phân đoạn Kinh Thánh nói gì? Sau khi no nê bò vàng bạc đầy đủ thì bây giờ chúng ta sẽ quên Chúa. Người ta tính rằng là khoa học, người ta tính cái óc của người đó, cái bộ óc đó và cái tiềm thức của con người, bộ nhớ nó rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Tôi đến thăm một ông cụ như thế này. Tôi nói bây giờ thì tôi là hậu tự. Cụ nhắc giùm tôi nhớ lại hình ảnh cách đây gần 70 năm. Bởi vì khi Hội Thánh Tin Lành Ban Mơ Thuộc thành lập và đến giờ phút này chuẩn bị năm 2020 thì chúng tôi sẽ tổ chức một lễ lớn, đó là kỷ niệm 70 năm Tin Lành đến Chi Hội Ban Mơ Thuộc. Tôi nói cụ à, tôi thì hậu tự mới hơn 50 tuổi thì cụ Hội Thánh đến đây làm gì 70 năm rồi.
Cụ bây giờ hơn 80 rồi, cụ nhớ lại hội thánh ra sao, thời thành lập thế nào. Dù có thể không có thể từng tự viết hết được trong 70 năm qua, nhưng cụ có thể nhớ những gì để tôi có thể ghi một vài điều. Tuyệt vời quý vị. Nhớ đến nỗi rằng là ban chấp sự hồi đó bao nhiêu người, và nhớ đến nỗi rằng là trong đời đó có bao nhiêu đời mục sư trường đạo đến, và mỗi mục sư trường đạo đến đó mấy nhiệm kỳ, và nhớ một cách râm rớp và nói để chúng tôi đi. Tôi muốn nói đó là gì? Người ta mới nói rằng là cái tiềm thức lưu lại trong ký ức của con người, cái óc con người hết sức là tuyệt vời. Có thể nói rằng là bộ nhớ làm cho chúng ta thể nhớ tất cả những gì. Nếu trong chúng ta ngồi ở đây có thể nói lại là trong những năm tháng tôi theo Chúa, và những điều gì để làm cho tôi nhắc lại cho tôi nhớ cái điều mà Chúa đã làm cho tôi nhớ từng chi tiết một. Nói nó rất là kỳ diệu trong óc của một con người. Nhưng mà Kinh Thánh nói một điều gì? Cái lý do mà chúng ta quên có những cái điều rất là, có thể nói là rất là buồn. Quên ở đây không phải gì, quên lời hứa của chúng ta đối với Chúa. Khi dân sự của Chúa nói lên thấu với Đức Chúa Trời, mà Chúa nghe và Chúa sai Môi-se và A-rôn đến cái thứ giải phóng dân sự đi đó, là họ nói với Chúa rằng là gì? Là kêu ca vì họ đang làm khốn khổ, họ đang làm một điều thu Chúa để làm khó nhập tại xứ Tây-xô, mà nói rằng là quá khổ. Lòng họ khao khát là xin Chúa giải phóng con ra khỏi xứ Ai-cập để đưa con như Ngài đã hứa với tổ phụ là gì? Đưa con đến nơi đượm sữa và mật. Cái lòng cầu hứa của họ là như vậy đó. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy gì? Mới bước đầu đi trên vùng sa mạc mà họ vẫn thấy rằng Chúa ban mana, Chúa ban kim cúc, Chúa cho chân không phù, Chúa cho áo không rách, Chúa cho nước ngọt uống thay vì uống nước đắng. Nhưng dầu vậy thì cũng có một số người nói với rằng phụ ơn ấy, Môi-se ơi, khổ lắm, đoạn đường này về tới Canaan khổ lắm, khi rằng đụng sữa và mật. Nhưng mà sữa và mật đâu thì chưa thấy. Thấy gì? Thấy là đang nắng đang khổ cho con, cho chúng tôi trở về xứ Ai Cập để làm gì? Chúng tôi hưởng củ dưa chua dưa ngọt như vậy đó. Quên